Chào các bác nhá. Chào mừng anh em đến với lại clip giới thiệu sản phẩm loa bẫy chim đêm của shop Tân Ánh Sông Ngọc Ánh nhá. Âm ly loa check phục vụ cho anh em bẫy chim đêm nhá. Âm ly thì hôm nay giới thiệu anh em là cái âm ly BLG 253 nhá. BLG này 253. Cái mẫu này là cái mẫu mới có năm nay nhá. Đó, anh em nhá, các bác nhá, mới có năm nay. Màu là màu xanh. Công suất là công suất lớn nhá. Công suất là kéo được 4 loa. Cái đầu này thì là đầu đã thiết kế chuyên nghiệp dành cho anh em đánh chim, là họ sẽ giảm bớt mấy cái chức năng về nỗ cắm mic và chức năng karaoke, và đã tăng cường thêm cái bo mạch phục vụ cho cái việc là chạy dữ liệu, đẩy âm thanh tốt hơn trong cái việc để cho anh em đánh chim nhá. Còn nó sẽ cắt bỏ cái gọi là cái chức năng phụ như là karaoke, nỗ cắm mic nhá, cái đấy là không cần thiết. Và đầu này là một cái đầu đánh chim chuyên nghiệp, kích hoạt nhiều chức năng. Có nút đập lại một bài trên đầu luôn các bác nhá, nút đập lại một bài trên đầu. Có màn hình để theo dõi dữ liệu chạy ở dây thứ bao nhiêu, ở bài bao nhiêu. Có hai cổng, nó là cổng thẻ nhớ SD và cổng USB nhá, cổng USB. Và đầu này có cả thêm chức năng bluetooth nha anh em nhé, có thêm chức năng bluetooth. Cái này đầu này mà kết hợp với lại cái đôi loa check nhá, đôi loa check check kèn đây này, check kèn con loại 4 ohm 5W hàng Việt Nam này cực kỳ luôn nhá. Thì đây giới thiệu và cho anh em nghe thử vài đoạn cái tiếng chim chim đen, quốc biển hay trích ré nhá. Cái đầu này thì nó sẽ có hai loại điện, điện 220V và điện 12V. Thế còn cái cách câu ra loa check ấy, đây nhá. Anh em lưu ý để loa check muốn phát âm thanh được, muốn kêu được ấy, thì phải câu dưới cái âm ly này. Âm ly này nó có hai vế này, trái phải, đỏ và đen. Đấy. Thì bây giờ dây đỏ này sẽ câu vào dây dương của cái check kia. Dây đen này sẽ câu vào cái cực âm của check nhá. Đây là một vế và câu một bên loa như này. Và một vế bên còn lại thì sẽ câu vào một loa còn lại nhá. Thế còn trường hợp anh em mà đánh 4 loa thì anh em có thể câu nối tiếp, có nghĩa là câu từ cái điểm chân của cái check kia kìa, mình nối dây tiếp, mình dẫn ra cái check khác thì sẽ được nhé, chứ không cần phải câu từ đây ra. Âm ly này là âm ly chuyên nghiệp, rất là nhiều cổng vào. Đây là cái chân cắm điện 12V này, nhưng mà đây đang ở nhà, tôi sẽ thử trên cái điện 220V. Khi các bác cắm điện 220V vào thì công tắc này mới có tác dụng nhá. Còn cắm điện 12V mà là công tắc này không có tác dụng đâu, cắm bằng cái này chạy luôn. Còn hai cái cổng này là cổng nhận tín hiệu vào, nhận tín hiệu vào audio in ấy, nhận tín hiệu vào qua đường truyền nhé. Còn đây là cái dâu anten. Đấy. Đây tôi đã cắm điện sẵn sàng vào rồi. Và cái đầu này nó có cả cái tay điều khiển nhé, tay điều khiển bằng sóng điện tử. Sóng điện tử ấy, sóng hồng ngoại ấy. Các bác muốn dùng được thì phải rút cái phíp trắng này ra để cho nó tiếp xúc pin nhé. Rút tiếp xúc pin thì để hoạt động thì chúng ta bật công tắc nguồn lên nha, bật công tắc nguồn lên. Đấy. Đây nhá, hướng dẫn cụ thể từng các bác từng chức năng này. Đây là có màn hình để theo dõi nhá. Đây là đang hiện lên là SD, đang chạy ở dây, đang đếm dây nhá. Thế là các bác muốn biết nó là bài nào thì các bác nách lên. Nách lên này. Mình nách lên nhá. Nó hiện lên số 06. Xong bắt đầu nó vớt thì có nghĩa là lúc nãy cái đầu nó đang chạy ở bài 05. Đang chạy bài 05 nhá. Thì mình sẽ theo dõi được số bài. Cái nút lặp lại một bài trên đầu ấy, trên nút này. Khi anh em bấm vào trên màn hình hiện lên chữ 1 thì khi đấy là nó đầu sẽ chạy ở chế độ lặp lại một bài duy nhất nhé. Thế còn anh em không muốn lặp lại nữa thì anh em bấm một lần nữa hiện lên chữ A thì có nghĩa là nó sẽ lặp lại tất cả các bài nhé. Ngoài cùng là nút stop, stop này. Khi anh em bấm vào nút stop, anh em bấm vào đây thì nó sẽ phát lại từ bài đầu tiên, phát lại từ bài đầu tiên này. Đây ví dụ như tôi nách lên thì sẽ lên bài số 2. Đó, lên bài số 2. Thế còn nút nút thứ 3 này từ ngoài vào này. Nút này này nhá. Là nút tạm dừng. Tạm dừng hay là gọi là play ấy, tạm dừng ấy. Đấy.
Còn cái nút ngoài cùng này là nút chuyển chế độ nhá, chuyển chế độ. Đây. Ví dụ như là mình đang chạy ở thẻ nhớ, mình bấm nó sẽ chuyển sang chế độ, nó có chữ line này. Thì chế độ này là chế độ phát qua dây chuyền. Và bấm một cái nữa thì sẽ sang cái sóng FM. Sang sóng FM nhá. Và tiếp tục bấm một cái nữa. Đấy, nó có tiếng tinh tinh đấy, Bluetooth E này. Có nghĩa là nó chuyển sang chế độ Bluetooth. Bluetooth thì khi đấy là điện thoại của các bác có dữ liệu tiếng chim thì sẽ kết nối Bluetooth với cái đầu này và sẽ dùng được nhá. Chế độ Bluetooth. Và tiếp tục bấm một cái nữa, nếu mà có USB sẽ chuyển sang chế độ USB. Còn không thì sẽ quay về chế độ thẻ nhớ nhá, sẽ quay về chế độ thẻ nhớ. Thế đây là cụ thể cái chi tiết cái cách dùng. Thế còn trên tay điều khiển này thì có đủ các chức năng, đủ các nút nhá. Đây, ví dụ như là tắt nguồn này. Đấy, tắt nguồn ở trên tay điều khiển nhá. Đấy, màn hình sẽ tối và chỉ còn cái nút nguồn sáng này thôi. Mở nguồn lại này. Đấy. Cái mũi tên xoay này. Mũi tên xoay này chính là cái nút lặp lại một bài nhá, vớt bài đấy. 1A này, đấy nhá. Còn CH này là cho giảm âm lượng đi. Cho nhỏ âm lượng đi nhá. Đấy. Nút đích tới này. Nút đích tới này. Đích lui này. Đấy. Tạm dừng này. Và đây này. Trên tay điều khiển này mình sẽ chọn được số bài luôn. Ví dụ như tôi sẽ chọn bài số 11 này. Thế bấm 10 này, 1 này. Rồi. Bây giờ cái đầu nó tự vớt sang bài 11 rồi nhá. Vớt sang 11 này. Thế này tôi bấm next một cái này. Bấm next này. Đấy, thế bài 12 nhá các bác nhá. Đấy. Thế các bác muốn chọn bài 13 thì các bác bấm số 13. 1 này, 3 này. Đấy, 13 này. Rồi. Thế khi nào mà mình không dùng nữa nhá, mình không dùng nữa thì mình sẽ lấy cái miếng nhựa này mình cài vào đây để cho nó cách cái pin ra, cho nó không hao pin nhá. Lúc nào mình dùng lại gì mình lại rút ra. Thì đây là cái đầu BLZ. BLZ 253. Mình gọi là cái Omni Mini ấy, hay gọi là đầu đánh chim ấy nhá. BLZ 253 này. Đây. BLZ 253. Hàng này thì nó là hàng Trung Quốc nhập khẩu các bác nhá. Hàng Trung Quốc, hàng trung ương loại 1 nhá, hàng nhập khẩu. Thì cái này là hàng chuyên dụng dành cho anh em đánh chim với những cái chức năng chuyên dụng nhất, nút lặp lại một bài này, chức năng mở nút tút này, màn hình theo dõi này. Đấy, cái này nó có màn hình để anh em mới chơi theo dõi rất là dễ. Có hai cổng điện rất là tiện, 12V và 220V. Đây. Cái này thì nó kết hợp với cái loa check này thì cực kỳ là tuyệt vời luôn nhá. Đấy. Thì mỗi một cái đầu này khi các bác mua nhá thì sẽ được shop tặng cho các bác một cái áo đựng thẻ nhớ nha các bác lưu ý nhá. Các bác lưu ý đấy, là một cái áo đựng thẻ nhớ thôi. Đây, ví dụ như cái này. Đây, áo đựng thẻ nhớ. Có nghĩa là cái này ấy, nó dùng khe thẻ nhớ to. Khe thẻ nhớ to. Các bác dùng muốn dùng được thẻ nhớ thì phải dùng qua cái áo này. Đây chính là cái chỗ cắm này. Thì để cắm vào nhá. Các bác để đúng chiều như thế này. Đúng chiều như này nhá. Đây, các bác cắm vào. Thế và cắm cái thẻ to này vào ấy, thì các bác cắm cái chiều chữ này lật quay xuống dưới. Cái chiều lá đồng này quay lên trên. Cái chiều lá đồng này quay lên trên. Và đưa vào khe thẻ. Đưa vào khe thẻ. Cắm ngay ngắn lại. Đấy. Như vậy là nó sẽ nhận nhá. Tôi bật công tắc lên. Đây. Nó có thẻ. Nó sẽ lập tức nó nhận luôn. Nó nhận luôn thẻ. Nhá. Thế còn trường hợp bây giờ tôi tắt đi. Tôi tắt đi mà cái đầu này nó chưa có thẻ nhá. Chưa có thẻ, chưa USB. Các bác khởi động nó lên. Thì nó sẽ nằm ở cái chế độ là line. Có nghĩa là nhận tín hiệu đường truyền. Thì bây giờ các bác cắm thẻ nhớ này vào, nó nhận được thẻ nhớ là nó sẽ tự chạy sang chế độ SD thẻ nhớ nhá. Này. Đấy các bác thấy không? Nó tự chạy sang chế độ SD.